À, Thuận sẽ dành thời gian để mà chia sẻ về Bitcoin Haven là gì Tại vì uh, tôi thấy là cũng có rất là nhiều bạn cũng mới theo dõi uh, kênh Thuận Capital trong vòng 1-2 năm nay mà thôi Và có nhiều bạn thì cũng mới vào thị trường cho nên cũng không có rõ cái khái niệm Bitcoin Haven và cái sự ảnh hưởng trước đây là sao Cho nên thùng dành thời gian để mà chia sẻ Bitcoin Haven là gì thì Bitcoin Halving chúng ta đang chứng kiến đó chính là đợt thứ tư rồi các bạn và chúng ta còn cách cái ngày Halving là khoảng 1 năm 69 ngày nữa và đây là ước tính mà thôi à, và lúc mà cái ngày Halving xảy ra đó thì đó là cái lúc mà cái số lượng BTC được sinh ra mỗi một lóc có nghĩa là mỗi khoảng chừng 10 phút đó giảm xuống từ 625 còn 3.125 BTC mà thôi có nghĩa là cái tốc độ Bitcoin được đào ra đã giảm xuống phần nữa Thì cái ngày Bitcoin bình kế tiếp bây giờ ước tính là ngày 29 tháng 4 năm 2024 Và đây là ước tính mà thôi tại vì như thường dư chia sẻ với các bạn đây là cái hiện tượng xảy ra Mỗi 210.000 lóc các bạn mỗi lóc là khoảng 10 phút đi Thì chúng ta có thể ước tính ra cái ngày đó nhưng mà thật ra càng tới gần đó thì cái đồng hồ đếm ngược của những cái trang web nó sẽ càng chính xác hơn Tại vì tới đó chúng ta mới biết được là còn bao nhiêu lốc và tốc độ là như thế nào các bạn thì trung bình cứ sau khoảng chừng là 4 năm đó 210.000 lốc của BTC phần thưởng được cấp cho những người mà đào Bitcoin đó những thời đào khi mà mỗi một lốc được ghi vào chuỗi của blockchain Bitcoin đó thì cái phần thưởng đó sẽ bị cắt làm đôi bị giảm đi phân nửa việc giảm một nửa phần thưởng Bitcoin được Satoshi Nakamoto thiết kế để kiểm soát lạm phát của Bitcoin vì việc giảm một nửa phần thưởng khối về cơ bản sẽ cắt giảm nguồn cung BTC hàng ngày đi một nửa và nhiều người tin là cái sự kiện này sẽ có tác động lớn đến giá của BTC. Thì Bitcoin Halving có nghĩa là gì? Để hiểu Bitcoin Halving là gì đó, trước tiên các bạn phải hiểu định nghĩa cơ bản về việc đào Bitcoin. Nói một cách đơn giản, để có một Bitcoin mới xuất hiện trên thế giới, đó sẽ là một phần thưởng cho các thợ đào. Bất cứ khi nào mà họ đào được một khối, một lóc BTC và thêm vào chuỗi như là blockchain công khai trong mạng lưới của BTC khi mà Satoshi Nakamoto thiết lập các quy tắc ban đầu cho giao thức mạng Bitcoin đó thì ông đã đưa ra hai điều quan trọng Thứ nhất là việc cung cấp Bitcoin sẽ là hữu hạn và giới hạn ở mức là 21 triệu Bitcoin sẽ được tạo ra Thứ hai là cái số lượng Bitcoin được tạo ra trên mỗi một lóc tức là các phần thưởng sẽ giảm đi 50% sau mỗi 210.000 và sự kiện này chính là Bitcoin Haven Thì tại sao chúng ta lại có sự kiện Bitcoin Haven? Tại sao cần phải thay đổi cái việc mà cái số lượng BTC được đào ra là bao nhiêu? Tại sao mà chúng ta không giữ phần thưởng như nhau? Điều đó có bất công với những người mà đào sau này hay không? Tại vì những người mà đào trước đó thì họ được thưởng nhiều hơn Mới ban đầu họ được thưởng tới 50 BTC Mỗi một lóc sau đó họ được thưởng 25 rồi từ từ bị giảm đi phần nửa và phần nửa cho tới ngày hôm nay thì câu trả lời cho các câu hỏi trên đó, nằm trong quy luật cung cầu Nếu như mà các đồng tiền được tạo ra quá nhanh hoặc là không có kết thúc với cái số lượng Bitcoin giới hạn được tạo ra Thì cuối cùng cũng sẽ có nhiều Bitcoin được lưu hành và chúng ta sẽ thấy được giá trị nó sẽ ít đi Cho nên cái quy tắc phân thử Bitcoin được hình thành để mà kiểm soát phần trăm lạm phát và để các bạn có thể hình dung được trên màn hình các bạn thấy được là chúng ta có một biểu đồ và chúng ta có hai cái đường cái đường mà màu xanh dương này đã đại diện cho cái số lượng bịch con phát hành các bạn và cái số lượng con phát hành mới đầu thì tăng lên rất là nhanh nhưng mà từ từ các bạn thấy được tốc độ cái số lượng bịch con phát hành mới vào trong thị trường ngày lại càng sẽ giảm xuống cho đến một ngày nào đó chúng ta sẽ có hết tất cả BDC được phát hành và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái đường màu đỏ này là cái phần trăm lạm phát của BTC Các bạn thấy được là tính theo hàng năm đó thì mới đầu chúng ta có rất nhiều Bitcoin được sinh ra các bạn Và đương nhiên so với lại cái số lượng trên thị trường thì cái phần trăm lạm phát rất là cao Nhưng mà các bạn thấy được là ngày qua ngày chúng ta lại càng có cái phần trăm lạm phát giảm xuống Và đặc biệt là mỗi một lần mà có Bitcoin halving bình khi đó phần thưởng bị giảm đi 50% dẫn đến là phần trăm lạm phát giảm đi rất là nhanh các bạn và chúng ta đang ở năm 2023 thì chúng ta đang ở cái phần này của cái quy trình phát hành BTC và chúng ta thấy được là càng ngày đó thì cái số lượng BTC được tạo ra một một lốc sẽ càng ngày càng ít đi các bạn và hiện tượng hai bên này đó thì nhiều người cho là một hiện tượng mà hiện bây giờ đang có cái sức ảnh hưởng rất là lớn nhưng mà đến một ngày nào đó à, sức ảnh hưởng ngày lại sẽ càng ít đi các bạn tại vì đến một lúc nào đó khi mà cái số lượng bitcoin đào một lốc giảm đi phân nửa và phân nửa nhưng mà tới một mức nào đó cái số lượng được đào ra đã quá ít rồi cho nên hiện tượng Bitcoin cũng sẽ không có còn à, cái sức ảnh hưởng như trước đây nữa nhưng mà cho đến cái đợt halving kế tiếp này đó nhiều người vẫn có lòng tin đây là một trong những hiện tượng rất là quan trọng về cái xu hướng giá cả của BTC Để các bạn có thêm một cách nhìn khác nữa trên màn hình Các bạn có thể thấy được là bên dưới này Đó là cái xu hướng của BTC được sinh ra mỗi một lóc các bạn Và mới đầu là 50 Rồi sau khoảng chừng là 4 năm sau đó đó 210.000 lốc sau đó là còn 25 được sinh ra mỗi lốc mà thôi Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục còn 12.5 rồi còn 6.25 Đợt kế tiếp cho chỉ còn có 3.125 mà thôi thì nhiều người đó vẫn cho là mỗi một lóc bây giờ có tới 6.25 BTC được tạo ra. Sau khi mà có cái Bitcoin 2 bình năm 2024 năm sau đó, chỉ còn có 3.125 BTC được tạo ra mỗi lóc, thì cái sự ảnh hưởng vẫn còn rất là lớn. Nhiều người vẫn cho là cái đợt hai bình kế tiếp năm 2028, ảnh hưởng cũng rất lớn luôn tại vì chúng ta thấy được là bây giờ là 6.25 rồi còn 3.125 rồi sau đó tới năm 2028 còn có 1.56 BTC được tạo ra mỗi lốc nhưng mà sau đó đó thì cái con số ngày càng nhỏ đi cho nên nhiều người cho là những cái đợt hai bên sau này sẽ không có lớn nữa nhưng mà ít ra các bạn được là cho đến năm 2028 khả năng đây vẫn là một cái hiện tượng chúng ta sẽ rất là quan tâm đến và cho đến khi nào mà chúng ta thấy hết tất cả BTC được đào ra thì ước tính bây giờ là khoảng năm 2140 các bạn nhưng mà trên căn bản nhiều BTC đã được đào ra rồi ngày càng ít hơn và ít hơn và ít hơn và, ít hơn. và đó cũng đồng nghĩa là phần trăm lạm phát của BTC ngày sẽ càng giảm xuống các bạn nếu như các bạn nhìn vào một số những cái thông tin hiện bây giờ trên mạng lưới của BTC thì các bạn sẽ thấy được là tổng cộng bây giờ đã có 19.2 triệu BTC được đào ra rồi Tổng số BTC là 21 triệu, có nghĩa là hiện bây giờ đã có 91.8% của BTC đã được đào hết rồi các bạn. Chúng ta được là bây giờ đó tất cả những công ty đào hiện bây giờ họ tốn biết bao nhiêu được tiền để chỉ cạnh tranh lấy được cái số lượng còn lại là 8 khoảng chừng là 8.1% mà thôi của BTC còn lại có thể đào. Có nghĩa là chúng ta thấy được là tất cả những thời đào trong nhiều năm tới đây họ chỉ cạnh tranh cho cái số lượng 1.7 triệu bitcoin còn lại. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là với cái phần trăm lạm phát hiện bây giờ đó thì uh, mỗi ngày sẽ có khoảng 900 Bitcoin được đào ra Và nếu như mà chúng ta nhìn vào cái số lượng này đó, Các bạn sẽ được là tại sao mà Bitcoin hai bình là một hiện tượng mà nhiều người quan tâm Tại vì sau đó chúng ta chỉ còn có 450 BTC được đào ra mỗi ngày mà thôi Sau đợt hai bình kế tiếp và từ từ cứ giảm đi phần nữa Và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái phần trăm lạm phát hiện bây giờ là 1.72% mỗi năm Nhưng mà sau cái đợt halving kế tiếp thì chỉ còn có 0.84% lạm phát mỗi năm mà thôi và đương nhiên bên dưới này đó thì chung bình một lốc là khoảng 10 phút các bạn và mỗi lần mà chúng ta thấy hiện tượng halving xảy ra đó như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì các bạn thấy được là cái đợt halving đầu tiên thứ nhì thứ ba thì có một cái điểm chung mà chúng ta thấy được là đợt Bitcoin halving lần thứ nhất đó sau đó chúng ta có một cái đợt tăng trưởng giá cả mạnh sau khi mà chúng ta có cái đợt halving lần thứ nhì thì cũng tương tự như vậy giá cả lại có một cái sự tăng trưởng mạnh và nhiều người cho Bitcoin halving à, là cái điểm bắt đầu của một bull run và đợt thứ ba chúng ta vừa chứng kiến năm 2020 thì kết quả ra sao các bạn đã biết rồi sau đó giá cả đã tăng lên tới cái mức là 69.000 đô hy vọng là các bạn nhận được những cái giá trị trong cái video này và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này nhưng mà nào mà sử dụng nhiều dịch tên thì nên dùng để mà dịch mà thôi không nên đu chữ quá như tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn.